chào tất cả các bạn. Hôm nay tạp hóa Tu Tiên xin mang đến cho các bạn tập 2 của bộ truyện Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Chúng ta cùng đến với chương 6, Một ngày may mắn. Sau một hồi cao hứng, Trần Mạch nằm lại trên giường, tiếp tục suy nghĩ về việc phát triển tiềm năng của con người. Xế chiều hôm đó, Tiểu Ngư đến như đã hẹn. Trần Mạch đã cùng bình phục, hắn kiểm tra tổng quát cơ thể một lần nữa. Sau khi xác định không có vấn đề gì xảy ra rồi mới tiếp tục làm thủ tục xuất viện. Chúng ta đi ăn cơm đi, đã 3 ngày không có ăn cơm, hôm nay nhất định phải tự thưởng cho bản thân mới được. Trần Mạch sờ sờ bụng của mình rồi nói, để ta mời ngươi, xem như là ta báo đáp ngươi đã cứu ta. Tiểu Ngư đứng bên cạnh Trần Mạch, cô nhớ tới cảnh chăm sóc Trần Mạch mấy ngày nay, trong lòng có chút chột dạ. Không, ta mời ngươi, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta 3 ngày nay. Trần Mạch lấy tiền vừa nhận lúc buổi trưa ra, cô gái kia bồi thường khá nhiều. Hôm sau ngươi giúp ta trả tiền lại cho cô ấy nhé. Cô ấy cũng là học sinh, tiền thì cũng là tiền của người nhà. Sự việc ngoài ý muốn như vậy thì bồi thường tiền chữa trị là đủ rồi. Trần Mạch đưa số tiền còn lại cho Tiểu Ngư. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, sau khi nhận số tiền, ánh mắt của cô bỗng có chút thay đổi. Sau khi ăn một bữa cơm đơn giản, Trần Mạch lại rủ Tiểu Ngư đi xem phim. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người đang dần dần được rút ngắn. Sau khi Tiểu Ngư trở lại ký túc xá, Trần Mạch cũng trở lại ký túc xá của mình. Trần Mạch phát hiện bầy sói trong phòng vẫn chưa trở về. Hắn liền trực tiếp nằm ở trên giường. Nằm xuống không bao lâu, thông báo WeChat trong điện thoại vang lên là tin nhắn của Tiểu Ngư. Trần Mạch nóng lòng mở ra xem, hắn cảm thấy cuộc sống của mình bỗng chốc trở nên vô cùng đặc sắc. Tiền đã trả lại cho cô gái kia rồi, cô ấy nhờ ta nói lời xin lỗi với ngươi. Không sao, có lẽ nên cảm ơn cô ấy mới đúng, nhờ cô ấy mà cuộc sống của ta đã trở nên thú vị hơn. Trần Mạch nhắn thêm một tin, ngày mai có rảnh không? Ngày mai cuối tuần, ta muốn đến thư viện để làm bù những bài tập còn thiếu trong 3 ngày vừa rồi. Đúng lúc ta cũng muốn đi thư viện. Đi cùng nhau nhé. Trần Mạch mỉm cười, hắn không hề kiếm cớ mà thật sự muốn đi thư viện một chuyến. Thư lão có nói rằng nếu đọc 100 cuốn sách nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì mới có thể lựa chọn loại kỹ thuật. Hắn nhất định phải học hỏi, nhất định phải tiến bộ mới có thể tăng cấp thẩm quyền của mình. Được, 8 giờ sáng ngày mai nhé. Ngươi vừa mới xuất viện hôm nay nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trong ký túc xá nữ, Tiểu Ngư để điện thoại xuống. Ánh mắt của cô trở nên ngượng ngùng, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười. Đột nhiên, điện thoại trong tay Tiểu Ngư bị đoạt đi. Một khuôn mặt đang cười nham nhở xuất hiện trước mặt cô. Tiểu Ngư, trong mắt ngươi có chứa xuân thủy, mặt mày ngươi hoa đào nở rộ. Ngươi xin nghỉ phép 3 ngày để chăm sóc anh hùng. Có chuyện tốt xảy ra sao? Không không không, Tiểu Ngư có chút chột dạ. Ngươi trả điện thoại cho ta. He he, ngươi đang chột dạ. Cô gái cười, kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng kinh điển. Để cho ta xem tin nhắn của ngươi. Lý Nhược Hy, ngươi trả điện thoại cho ta. Tiểu Ngư ngay lập tức tóm lấy tay cô gái, cố gắng giật lấy chiếc điện thoại. Ta nên cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà cuộc sống của ta đã trở nên thú vị hơn. 8 giờ sáng mai ở thư viện, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Ây da, cây cải trắng phòng chúng ta sắp bị người khác đào đi rồi à. À, Nhược Hy chết tiệt, ngươi trả điện thoại cho ta. Một màn ồn ào náo nhiệt xảy ra bên trong ký túc xá nữ Đại học Tân Hải. Ngược lại, ký túc xá nam của Đại học Tân Hải, Trần Mạch cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đang nhắn tin với Tiểu Ngư, bỗng dưng không nhịn được mà cười to. Hôm nay chính là ngày hắn may mắn nhất trong cuộc đời. Hắn có cơ hội sở hữu thư viện khoa học kỹ thuật, sau đó được gặp một cô gái tốt là Tiểu Ngư. Trần Mạch cảm thấy tương lai của mình thật tươi sáng. Chương 7, bộ não siêu phàm. Nhắn tin với Tiểu Ngư xong, Trần Mạch vứt điện thoại sang một bên, nhặt cuốn toán sách cao cấp lên, sau đó bắt đầu lật xem. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên ngưng trệ, những công thức khó hiểu bên trong cuốn sách nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Sau khi xem thêm 10 trang nữa, Trần Mạch vẫn nhớ rất rõ ràng các công thức, định lý, thậm chí cả quy trình giải bài của từng trang trước đó. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn có khả năng xem một lần liền nhớ sao?
Trần Mạch đột nhiên nhớ tới lời nói của Thư Lão. Cái đầu hiện tại của hắn không giống người thường, mà nó là bộ não siêu phàm. Trần Mạch nhanh chóng lật lại trang đầu tiên của cuốn sách, nóng lòng nhìn xuống. Hắn đọc sách rất nhanh, chỉ đầy chưa đầy nửa phút đã đọc hết một trang. Những công thức, định lý và những đoạn phân tích, giải thích đều khắc sâu trong đầu hắn. Ngay cả khi hắn đóng sách lại, nó vẫn hiện lên rất rõ ràng. Trần Mạch nhéo bắp tay một cái, rất đau, đây không phải là mơ giữa ban ngày. Trong lòng hắn lúc này vô cùng vui sướng. Trần Mạch tiếp tục lật sách bằng tốc độ rất nhanh, không đến nửa canh giờ hắn đã xem được nửa quyển sách. Quy tắc tích phân, Leibniz, phương pháp nhân tử, Lagrange, định lý Cauchy, bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình nhân, định luật Gauss, toán giải tích. Dù Trần Mạch chỉ xem qua một lần, nhưng hắn có thể hiểu và nắm rõ các công thức, định lý và hướng dẫn bên trong cuốn sách. Không chỉ vậy, các biến thể của công thức đó cũng nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Chưa bao giờ việc học toán cao cấp lại đơn giản như vậy. Trần Mạch mừng rỡ, tiếp tục lật sách. Một giờ sau, hắn lật đến trang cuối cùng rồi đóng lại. Những công thức, định lý toán học hiện lên dày đặc trong đầu Trần Mạch. Thậm chí hắn còn nhớ rõ những công thức nằm ở trang nào. Trần Mạch vui ngất trời, không ngờ môn toán cao cấp từng khiến hắn khổ sở lại vô cùng dễ hiểu đến vậy. Lúc này, Trần Mạch mới nhận ra, có lẽ việc học cũng không quá khó. Trần Mạch cất kỹ cuốn sách toán cao cấp, sau đó tiện tay cầm cuốn sách vật lý phổ thông bên cạnh rồi tiếp tục phấn đấu. Dường như tinh thần ham học hỏi của Trần Mạch đã được kích thích, khiến hắn không thể kiềm chế mà chỉ muốn đắm chìm trong trạng thái học tập. Khi Trần Mạch đang đọc sách đến nhập thần, một đám người đi từ bên ngoài ký túc xá bước vào. Khi nhìn thấy Trần Mạch thần sắc sáng láng, đọc sách vô cùng vui vẻ, bọn hắn lập tức cảm thấy kỳ quái. Tên tiểu tử này bị kệ sách đập vào đầu nên bị điên rồi sao? Tên mập nói đầu tiên. Hình như vậy, Lưu Đức, người đeo kính đang đứng bên cạnh trả lời. Ba người còn lại cũng gật đầu. Âm thanh năm người thì thào nói chuyện đã kéo Trần Mạch từ quyển sách ra ngoài. Hắn nhìn đám tên mập một lúc lâu rồi mới đóng sách lại. Trở về từ khi nào thế? Tên mập nói. Ta có nghe nói lúc ngươi nằm viện thì có một mỹ nữ đến chăm sóc ngươi. Nhưng vì ngươi vẫn còn chưa tỉnh nên chúng ta không muốn quấy rầy ngươi. Không sao chứ? Không sao đâu. Trần Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng. Trần Mạch, ngươi đang đọc sách gì vậy? Một người cao gầy, nhìn rất giống một cây tri di động, đi tới chỗ Trần Mạch. Người nọ nhìn thấy cuốn sách vật lý trong tay hắn, vẻ mặt trở nên rất kỳ quái. Trần Mạch, ngươi bị kích thích gì sao? Cây tri nói rất đúng. Ngươi có tâm sự thì đừng giấu trong lòng, cứ nói đi, lão nạp sẽ hết lòng khuyên nhủ ngươi. Cứ nín nhịn như vậy thì không tốt cho sức khỏe đâu. Lão nạp, danh xưng của người đi tu. Một nam sinh có vóc dáng nhỏ con nhất trong phòng ký túc xá cũng lên tiếng. Hắn tên là Phổ Nguyên, hay còn được gọi là Phổ Nguyên Đại Sư. Good, ta thì có thể có chuyện gì? Ngươi nên đi mở đạo cho nữ thí chủ của ngươi đi à. Ha ha ha. Đám người cười như điên. Nếu Trần Mạch có thể nói ra câu này, chứng tỏ hắn không có việc gì thật. Trần Mạch, ta nghe nói cô gái mà ngươi cứu đã chăm sóc ngươi tận 3 ngày. Cô gái tốt như vậy, ngươi có thích không? Tên mập ký vào tay Trần Mạch rồi thì thầm với vị mặt hóng chuyện. Nghe đến cái tên Tiểu Ngư, khóe miệng Trần Mạch không tự chủ được, nhếch lên một nụ cười. À, ta hiểu rồi. Tên mập ý vị thâm trường vỗ vỗ vào vai Trần Mạch, cười hắc hắc. Sau đó hắn quay trở lại chỗ của mình. Các đồng chí, để kỷ niệm sự trở lại của anh hùng trong phòng ký túc xá của chúng ta, cùng chơi một ván game nào. Ý vị thâm trường, tức ý tứ sâu xa, tỏ ra nguy hiểm. Không phải ngươi muốn đi ăn đêm à? Ta sẽ order gà sau. Bây giờ ta đang cảm thấy hơi đầy bụng, không ăn nổi nữa. Á đù, sao ta nghe có cái gì đó sai sai nhỉ? Năm người bật máy tính đăng nhập trò chơi, còn Trần Mạch thì tiếp tục tập trung vào cuốn sách. Chương 8, khuê mật. Ngày hôm sau, Trần Mạch lê người rời khỏi giường. Hắn rửa mặt xong xuôi rồi đi tới thư viện. Tối hôm qua hắn đọc sách đến mê mẩn, xem qua toàn bộ chương trình chuyên ngành
trong trường, đại học đến tận 2 giờ sáng, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên với Tiểu Ngư, nếu chỉ vì ngủ nướng mà để lỡ hẹn thì thật sự rất mất mặt. Khi Trần Mạch đến thư viện, hắn nhìn vào nơi xảy ra tai nạn hôm đó, giá sách đã được dọn dẹp sạch sẽ, trông như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đi đến đó, cầm vài quyển sách phân tích dược lý đông y toàn tập ở trên kệ rồi đi đến khu tự học. Thư viện vào buổi sáng cuối tuần cũng không có quá nhiều người, có lẽ mọi người giờ vẫn còn đang ngủ nướng. Trần Mạch nhìn xung quanh khu tự học một lần, sau đó chọn vị trí ở góc tối, ở góc rồi ngồi xuống, bắt đầu tiến vào trạng thái học tập. Không lâu sau, Trần Mạch cảm thấy có động tĩnh ở xung quanh. Hắn quay lại thì đã thấy Tiểu Ngư đã ngồi xuống bên cạnh mình. Cả hai người đều không nói cụ thể mình sẽ ngồi ở tầng nào, nhưng không ngờ lại ăn ý cùng chọn tầng này để gặp nhau. Còn khó chịu trong người không? Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Không, Trần Mạch khẽ lắc đầu. Ngươi học y à? Tiểu Ngư chỉ vào chồng sách phân tích dược tính đông y toàn tập, cảm thấy khí huyết dâng trào nên muốn biết thêm một chút thôi. Câu trả lời của Trần Mạch khiến ánh mắt của Tiểu Ngư lóe sáng lên một chút. Không biết đang nghĩ cái gì mà đột nhiên cô mặt cô trở nên đỏ bừng. Sau đó Tiểu Ngư tập trung vào cuốn sách trước mặt. Thư viện lại chìm vào im lặng. Toàn bộ sự tập trung của Trần Mạch đều đặt vào cuốn sách. Ánh mắt vô cùng chăm chú. Những hình ảnh dược liệu trong cuốn sách, giới thiệu sơ lược và tác dụng của chúng đều được hắn ghi nhớ trong đầu. Lý do Trần Mạch chọn sách y học rất đơn giản. Trong công nghệ phát triển tiềm năng con người, nếu muốn kích thích các tiềm năng thì cần phải sử dụng thuốc, nhưng Trần Mạch hiện tại không có công nghệ lẫn dụng cụ, cho nên không thể nào bào chế ra được thuốc, vì vậy hắn chỉ có thể đi từng bước một. Việc đầu tiên chính là cần phải hiểu rõ tên từng loại dược liệu vì mô tả trong sách công nghệ ở trên khác với tên ở ngoài đời. Tốc độ đọc của Trần Mạch cũng được tăng lên đáng kể, hắn chỉ mất 10 giây để đọc xong một trang. Tên và tác dụng của từng loại dược liệu để hắn ghi nhớ trong đầu. Trong không khí thư viện tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng động bên ngoài truyền vào thì cũng chỉ có tiếng Trần Mạch đang lật sách. Không lâu sau, Trần Mạch cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái ngồi đối diện mình. Cô gái mặc một chiếc váy ngắn, làn da trắng ngần, cũng có thể xem như là một đại mỹ nhân, chỉ là cô ta còn thiếu một chút khí chất thanh tú giống như Tiểu Ngư. Lúc này, Tiểu Ngư đang đỏ mặt nhìn cô gái kia, thần sắc của cô có chút khẩn trương. Xin chào, ta tên là Lý Nhược Hy, khuê mật của Tiểu Ngư. Lý Nhược Hy mỉm cười, đưa tay về phía Trần Mạch. Xin chào, ta tên là Trần Mạch. Sau khi bắt tay xã giao, Lý Nhược Hy thu tay lại, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Ta thấy bộ dạng vừa rồi của ngươi có vẻ không thích học lắm. Ngươi muốn theo đuổi Tiểu Ngư của chúng ta sao? Trần Mạch toát mồ hôi hột. Không ngờ cô gái này lại thẳng thắn như vậy, nhưng hắn đúng là đang học tập thật mà. Nếu ngươi không trả lời, ta sẽ coi như là ngươi đã thừa nhận. Đôi mắt Lý Nhược Hy cong lên hình lưỡi liềm. Xét thấy lần trước ngươi đã liều chết cứu Tiểu Ngư, ta sẽ cho ngươi qua cửa lần này. Ta còn có một số chuyện quan trọng muốn nói, ngươi có muốn nghe hay không? Trần Bạch nhìn về phía Tiểu Ngư, phát hiện mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng cô vẫn cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục đọc sách, cho dù cô cũng không biết mình đang đọc cái gì. Muốn, Trần Mạch quay đầu lại, lập tức đồng ý. Tiểu Ngư nhà ta có biệt danh là mèo con, bởi vì cô ấy thích mèo con, và cũng bởi vì tính tình của Tiểu Ngư giống mèo con, lúc trầm ổn, hiền lành ngoan ngoãn, đôi lúc có chút hoang dã. Mèo con đôi khi cũng hay nghịch ngầm, thích làm đúng, nhưng mà ta chưa thấy Tiểu Ngư nhà ta làm đúng bao giờ, không biết ngươi có diễm phúc này không nữa. Lý Nhật Hy ý vị thâm trường nói ra. Còn Tiểu Ngư đang ngồi bên cạnh hắn, từ vành tai cho đến cổ của cô đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu. Cô muốn ngăn cản Lý Nhật Hy, nhưng vì ở đây là thư viện nên cô không dám lớn tiếng. Lý Nhật Hy cũng giả vờ không thấy, không cho Tiểu Ngư có cơ hội phản bác. Vì biệt danh là mèo con nên Tiểu Ngư cũng rất thích ăn cá. Quê của Tiểu Ngư ở gần biển nên cô ấy thích màu xanh nước biển. Cô ấy cao 1m65, nặng 49kg, số đo 3 vòng và chiều dài đôi chân thì... Muốn biết không? Qua đây, ta sẽ nói nhỏ cho ngươi biết. Lý Nhược Hy nở nụ cười xấu xa, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Trần Mạch. Chương 9, số dư đáng thương. Lý Nhược Hy vừa định mở miệng thì không biết từ khi nào Tiểu Ngư đã ngồi bên cạnh cô ta.
Lúc này Tiểu Ngư hận không thể chui một cái lỗ mà tìm một cái lỗ mà chui xuống, va phải cái hố của bản thân. Còn chưa thấy chỗ tốt đâu mà đã định bán cô, chẳng lẽ sợ cô không có ai yêu sao? Ta với Nhược Hy đi vệ sinh một chút. Tiểu Ngư không dám nhìn thẳng Trần Mạch, vội vàng kéo lấy Nhược Hy rời khỏi khu tự học. Tiểu Ngư, sao ta cảm giác như ngươi muốn giết người diệt khẩu vậy? Tiểu Ngư bị Tiểu Ngư kéo đi, Lý Nhược Hy run rẩy nhìn về phía Trần Mạch. Đáp án cho mấy câu vừa rồi ngươi tự mình thăm dò đi nhé, nếu không có người sẽ giết ta mất. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món ân tình. Trần Mạch không ngờ chuyện này lại trở nên ồn ào như vậy. Chỉ có điều những lời khuyên huyên thuyên của Lý Nhược Hy, nhờ đó mà hắn cũng hiểu sơ qua về Tiểu Ngư. Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng, Trần Mạch tiếp tục đọc cuốn sách trên tay. Bình thường mọi người hay cúi đầu đọc sách, còn hắn thì lại ngẩng cao đầu đọc sách. Không bao lâu sau, Tiểu Ngư một mình trở lại chỗ ngồi, sắc mặt có hơi hồng hồng. Vừa rồi Nhược Hy chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để ý. Cô ấy khá tốt, chỉ đáng tiếc ta không vẫn chưa kịp nghe mấy đáp án cuối cùng. Lời này nói ra, sắc mặt Tiểu Ngư vốn còn chưa hết hồng thì lại đã bừng trong đến mang tai trong nháy mắt. Cô cúi đầu tiếp tục đọc sách. Trần Mạch cười rồi nhìn vào cuốn sách. Chỉ trong một buổi sáng, Trần Mạch đã đọc được 10 cuốn sách phân tích dược tính đông y toàn tập. Đây là một kết quả đáng mừng. Cộng thêm đêm qua hắn đã đọc được 6 cuốn sách chuyên ngành, tổng cộng được 16 cuốn. Thư lão đã nói đọc và nghiên cứu được 100 cuốn sách công nghệ thì sẽ nhận thêm một loại kỹ thuật. Đối với Trần Mạch mà nói, đây tuyệt đối là một sự cám dỗ lớn. Hắn cũng đã tìm được toàn bộ các loại dược liệu cần thiết để tiến hành công nghệ phát triển tiềm năng con người. Sau khi cơm nước xong, Trần Mạch đưa Tiểu Ngư về ký túc xá nữ, nhưng hắn không trở về phòng trọ, không trở về phòng của mình mà đi đến phía bên ngoài trường học. Công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp mà Trần Mạch nhận được cũng không phải chỉ để trưng. Bên trong cuốn sách bao gồm phương pháp khai phá những tiềm năng trong cơ thể con người, kèm theo đơn thuốc và phương pháp sử dụng. Nghe có vị hơi mơ hồ. Tuy nhiên, khai phá tiềm năng thì không thể thực hiện ở trong ký túc xá. Hắn cần phải thuê một căn phòng ở bên ngoài trường học. Nếu tiến hành công nghệ đó thì sẽ không để lộ nhiều điều tiếng. Gần trường Đại học Tân Hải, phòng cho thuê có vị hơi đắt. Một căn gồm một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh mà những 1.300 một tháng, tức 4.650.000 tiền Việt. Tuy nhiên, nơi này cũng có một vài ưu điểm. Đây là phòng để đó không dùng của người ta, cho nên có đầy đủ đồ dùng gia đình. Bên trong có phòng tắm, có bồn tắm, rất thuận tiện để cho hắn ngâm thuốc. Sau khi trải qua 2 tháng tuyển thuê nhà, tiền thuê nhà và tiền đặt cọc, Trần Mạch cảm thấy có chút suy sụp. Khi nhìn thấy số tiền tiết kiệm ít ỏi còn sót lại trong tài khoản ngân hàng, về sau hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Nếu không thì thật có lỗi với Thư viện Khoa học Kỹ thuật cường đại này. Sau khi dọn dẹp sơ qua căn phòng, Trần Mạch đến chợ thuốc Đông Y gần đó để mua những dược liệu cần thiết. Tiền thuê nhà mà hắn khiến hắn vô cùng đau lòng, mà tiền dược liệu lại bồi cho hắn thêm một cú. Số dư đáng thương càng trở nên bí thảm hơn. Đối với cuốn sách công nghệ phát triển tiềm năng con người ở trình độ thấp, nếu sử dụng thuốc uống chỉ cần một liều, còn nếu tắm dược liệu thông thường thì cần phải tắm 3 lần. Hiện tại mới chỉ là khởi đầu, Trần Mạch không cần nhiều loại dược liệu lắm, hơn nữa là những loại thường gặp, bằng không hắn cũng không thể tìm được đầy đủ các loại như vậy. Trần Mạch mua về 2 túi dược liệu nặng 10 cân, trong đó có 32 vị thuốc, tất cả đều dựa theo số lượng và yêu cầu theo như trong sách. Sau đó hắn mài tất cả dược liệu thành bột phấn. 10 cân bột thuốc tốn hơn 1.500, tức 5 triệu tiền Việt. Đó cũng là lý do vì sao hắn lại đau lòng. Chương 10. Khai phá tiềm năng. Trần Mạch trở lại phòng trọ, dựa theo công thức liền mang một phần thuốc nấu chung với nước, một phần khác thả vào bên trong bồn tắm, sau đó cho thêm nước nóng vào. Trần Mạch ngược xuôi các thứ hơn 10 tiếng đồng hồ chuẩn bị xong nước thuốc. Hắn nhìn trước bồn, trong nước trong bồn đen nhánh bốc lên mùi dược liệu nồng đậm trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó giải thích. Trần Mạch bất giác nuốt nước bọt, sau đó cảm thấy không còn gì phải luyến tiếc. Nước thuốc này nhìn có vị hơi khủng bố,
Nhưng nếu không phải dựa theo công thức trong quyển sách bên trong thư viện khoa học kỹ thuật thì hắn thật sự cũng không biết đây là cái quỷ gì. Trần Mạch cởi quần áo, hơi do dự một chút rồi nhảy vào bên trong bồn tắm. Hít! Nước thuốc nóng bỏng khiến đôi mắt hắn trợn tròn. Trần Mạch hít vào một ngụm khí lạnh, suýt nữa thì nhảy ra bên ngoài. Dựa theo trong sách, sau khi mài các loại dược liệu này thành bột phấn và hòa vào trong nước nóng, chúng có thể chế ra một loại hoạt chất có khả năng kích thích tiềm năng trong cơ thể con người và tạo thành thuốc chữa bệnh. Vì Trần Mạch không có dụng cụ để chiết xuất hoạt chất thành thuốc uống, nên chỉ có thể làm như vậy thôi. Đây là loại khoa học quái gì chứ? Trần Mạch cố gắng chịu đựng sức nóng mạnh mẽ bên trong bồn tắm, làn da bị hun nóng đến đỏ bừng, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, rơi vào bên trong nước thuốc. Chẳng bao lâu sau, cơn mệt mỏi ập đến khiến hắn dựa vào vách bồn tắm, sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Trần Mạch mới tỉnh lại. Cánh cửa thư viện khoa học kỹ thuật khổng lồ ở ngay trước mặt, Trần Mạch không chút do dự đẩy cửa đi vào. Thư lão, cái món đồ chơi hôm trước có tác dụng thật không? Sau khi Trần Mạch thấy thư lão, hắn liền chua xót kể lể. Ta có cảm giác như mình bị rơi vào một ao nước nóng, vừa nóng vừa bẩn. Đương nhiên, cái đó là nước thuốc chứ không phải sữa tắm. Chẳng lẽ ngươi muốn nước thuốc vừa thoải mái vừa thơm tho sao? Thư lão cho biết, nhiệt độ cao sẽ khiến lỗ chân lông của ngươi nở to ra, kích thích tiềm năng hấp thụ vật chất qua da. Điều này cũng thúc đẩy tuần hoàn máu, vật chất vận chuyển hoạt chất đến toàn bộ cơ thể, tăng hiệu quả của thuốc. Xem ra rất có lý. Trần Mạch gãi đầu một cái, không biết sau khi tỉnh lại thì có biến hóa gì không? Hiện tại đã xong rồi, ngươi đi ra ngoài thì có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức. Thư lão đáp, tiếp theo ngươi cần sử dụng dụng cụ thích hợp với năng lực của mình, chỉ cần làm theo yêu cầu là được. Hiểu rồi. Trò chuyện với thư lão một lát, Trần Mạch đành khép quyển sách lại rồi rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi bước từ cánh cổng ánh sáng, Trần Mạch từ từ mở mắt ra. Vị thuốc đông y nồng nặc sọc vào khoang mũi khiến hắn tỉnh táo trong nháy mắt, sau đó phát hiện mình vẫn còn nằm trên bên trong bồn tắm. Trần Mạch ngồi đây, phát hiện nước thuốc vẫn là màu đen, chỉ có hơi nóng là đã biến mất. Sau khi rửa sạch phần nước thuốc còn sót lại trên cơ thể, Trần Mạch ngay lập tức đã phát hiện biến hóa ở trên cơ thể của mình. Hắn đi tới trước gương, ánh mắt biểu lộ thần sắc không thể tin được. Thân hình hắn đã cao hơn một chút, trên người không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng các đường nét cơ thể trông uyển chuyển hơn, trông rất thoải mái. Hắn gồng người, các bắp thịt giấu ở dưới da ngay lập tức bộc phát ra, trông vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt. Lúc này Trần Mạch đã cảm nhận được sức mạnh vô tận từ trong cơ thể. Hắn vẫn chưa quá thích ứng với loại sức mạnh này. Theo như trong sách có nói, hắn cần phải luyện tập nhiều hơn để có thể khống chế và thích nghi với loại sức mạnh này. Lại đẹp trai rồi. Trần Mạch mặc quần áo, sau đó soi gương, sờ sờ cằm rồi nở một nụ cười tự luyến. Hắn dọn dẹp phòng tắm rồi rời khỏi nhà trọ. Trần Mạch đến phòng gym gần trường, học là một cái thị hội viên, sau đó vội vàng ăn cơm rồi chạy tới thư viện. Thư viện vào buổi tối cuối tuần có khá nhiều người. Trần Mạch lựa vài quyển sách chuyên ngành máy tính, đi về phía khu tự học, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư. Cảm giác có người đến bên cạnh, Tiểu Ngư quay đầu. Sau khi thấy Trần Mạch thì ánh mắt cô gái hơi sáng ngời. Cô bỗng phát hiện hình như Trần Mạch có cái gì đó khác khác. Có phải thấy ta đẹp trai hơn đúng không? Trần Mạch hạ thấp tông giọng thì thầm vào tai Tiểu Ngư. Nghe được những lời này, Tiểu Ngư cười khỉ, không thèm quan tâm người nào đó đang tự luyến mà tiếp tục đọc sách. Khi cô bật cười, Trần Mạch cảm giác được xung quanh có vô số ánh mắt hâm mộ và ghen ghét rơi trên người mình. Nhận ra nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, Trần Mạch bắt đầu tập trung vào cuốn sách ngôn ngữ lập trình máy tính trước mặt. Vì số dư đáng thương trong tài khoản ngân hàng, hắn phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền. Vì có một bộ não siêu phàm, hắn học cái gì cũng đơn giản và nhanh hơn người khác. Đó chính là ưu thế của hắn. Ở thời đại 4.0 hiện nay, nơi kiếm tiền nhanh nhất chính là Internet. Vậy nên hắn không cần phải thông thạo kỹ thuật máy tính để làm tiền đề.